Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin không thể bỏ qua. Người dân bị thương do máy bay rơi tiếp tục được theo dõi chấn thương ở đầu. Sáng ngày 10 tháng 1, bác sĩ Trần Công Ân, giám đốc bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng. Người bị thương liên quan vụ máy bay quân sự rơi ở phường Điện Nam Bắc, sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo. Vùng đầu của bệnh nhân chỉ có chấn thương sọ não nhẹ nên không có chỉ định mổ. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi vùng chấn thương này trong khoảng một tuần. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, an toàn, bệnh nhân sẽ được xuất viện, bác sĩ ân thông tin. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 1, khi đang làm đồng, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên trời. Nhìn lên, ông thấy vệt khói dài và một chiếc máy bay đang lao nhanh xuống mặt đất. Sau tiếng nổ lớn, người đàn ông hùng không may mắn bị bột mảnh của máy bay văng trúng đầu, được người dân đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, vết thương phức tạp vùng đầu. Như VietnamNet đã đưa tin, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1, tại khu vực Sa cát, phố khối Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Đây là máy bay quân sự số hiệu 90 loại Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân do phi công Đỗ Tiến Đức sinh năm 1988 điều khiển. Cất cánh lúc 11 giờ 4 phút đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Báo cáo của ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nêu theo thông tin do phi công cung cấp, trưa cùng ngày khi đang bay huấn luyện, máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Hiện tại, phi công lái chiếc máy bay này sức khỏe ổn định đã được đưa về trạm radar 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi. Vụ rơi máy bay còn làm tốc hư hỏng mái ngói sập tường của gia đình ông Nguyễn Thanh Chính, trú tại phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100 m2. Hiện tại quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.